Anh đã nói với em nhiều lần rồi, chuyện tình cảm không thể nào gượng ép được. Tại sao em lại trả thù người ta như vậy? Nhưng mà em không có làm cái gì hết á. Vậy những bức hình hôm sinh nhật thì sao? Cái lúc mà anh cầm nhẫn trước mặt em, ai đưa cho bạn của Trang để nói là Trang giật chồng người khác? Còn nữa, những tấm hình theo dõi khu nhà trọ của Trang là em làm đúng không? Nam, tại sao con lại nghĩ xấu cho Mai Lan vậy? Chính cái con bé đó mới là người xấu. Mẹ cho con mượn chiếc nhẫn kim cương của mẹ đi. Không phải là mẹ có một chiếc rất là bự mà ba tặng mẹ đúng không? Trời đất ơi, cái thằng này, con có biết cái nhẫn đó có giá trị lắm không? Trời đất ơi, còn mang tính kỷ niệm nữa, nghĩ sao vậy? Tôi không có muốn hợp đồng làm bạn gái bạn ghém gì của anh nữa đâu. Với lại á, rắc rối phiền hà lắm. Thông tin của tôi giờ xấu trên mạng rồi. Bà nội anh chắc chắn là không chịu đâu. Mất công lắm, tìm người khác đi. Dạ, tụi này không có giấy mà. Đi 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 đi. Giúp anh coi giùm. Đại ca, đâu đại ca? Chiếc nhẫn kim cương của chị ở đâu? Hả? Con cất trên phòng á mẹ. Chị đã đem bán hay là chị cho ai rồi? Dạ không có, con thấy kệ nó. Dạ, nó bước giận đi nội. Đâu có bà con thân thuộc gì với mình hết trơn á. Bây giờ nó ngồi nó nói xạo nè, thì giờ nó phải chịu trách nhiệm với chuyện người ta khinh ghét nó chứ. Mày có phải đàn ông không mày? Tại sao người ta đồn con gái tao giật chồng người ta mà mày không nói tiếng nào hết trơn vậy? Thằng Vinh, không được, nó biết nhà mình.